Nếu mà mấy bà sinh ra không làm công chúa thì hãy tự nuông chiều bản thân mình thành công chúa đi. Một địa điểm có thể biến mấy bà thành công chúa thực thụ luôn nè. Vừa có những set trà chiều cực kỳ cưng, lại còn có những bữa tối lãng mạn và sang trọng nữa. Nói sơ sơ những yêu cầu trên là mọi người đoán được địa điểm hôm nay rồi. Bụi Bistro đã không còn xa lạ với mọi người, nhưng mà đợt này nhà hàng Bụi còn mở rộng bên cạnh một cái không gian bên ngoài cực kỳ sang chảnh luôn. Đi sớm sớm như tôi thì mọi người nên thử cái set trà chiều này nha. Bánh phải nói là cực kỳ hợp gu với tôi luôn á. Còn trà thì khá là đậm, mọi người thích thì có thể bỏ thêm đường hoặc không nha. Không gian ở Bụi thì lúc nào cũng sang chảnh hết á, từ bên trong lẫn bên ngoài luôn. Ngồi thưởng trà chiều sang chảnh quá mà tôi tưởng tôi là công chúa rồi đó mấy bà. Và từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 7, khi mấy bà sử dụng combo trà bánh này sẽ được giảm 20% nha, hoặc là áp dụng chương trình ăn 2 bánh tặng 1 nè. Uống trà chiều hơi đã bụng một xíu, tôi sẽ qua bên cạnh để ăn luôn. Không gian bên này thì vừa thoáng vừa mát lại còn xịn sò mà đẹp nữa. Nhìn cái bàn tôi ngồi này có lãng mạn không mọi người? Với không gian này ngoài hẹn hò đôi này thì còn có thể dùng để tổ chức sinh nhật, tổ chức tiệc hoặc là ăn với gia đình đều phù hợp hết trơn á. Ăn ở đây trình bày cực kỳ bắt mắt luôn, vị cũng khá là vừa miệng với bản thân tôi nè. Cái set combo Bụi này phải nói là đầy đủ món luôn. Nè mà nhớ thử món ốc bù lọt phô mai nha. Ốc con nào cũng to mập ú nù mà sạch sẽ tươi nữa. Còn có bánh sandwich đi kèm để chấm sốt nữa nha. Menu ở đây thì cực kỳ đa dạng, từ các món bò, các món cừu, các món nướng nữa. Kiểu như sẽ làm hài lòng những thực khách khó tính nhất luôn á. Mà giá cả ở đây tôi thấy cũng khá là ổn áp so với chất lượng mọi người ạ. Hải sản thì khá tươi và ngon nha. Các loại sốt chấm cũng vừa miệng với tôi nữa. Nếu mà đang tìm một không gian ăn uống sang chảnh á hả, cho mình cảm giác như là một công chúa thì mọi người phải ghé đây thử nha. Bye bye.